Con pescado. Con pescado. Una hamburguesa de pescado. Una hamburguesa con queso. Hamburguesa. Una hamburguesa con queso. Con queso. Un sándwich, por favor. Un sándwich, por favor. Con carne. Una hamburguesa con queso. Una. Ah. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello How. Và tập hôm nay nội dung chính sẽ là làm sao chúng ta có thể sử dụng thời gian này, quarantine tại nhà, một cách triệt để nhất và hiệu quả nhất. Như các bạn đã biết đó, thì đa số và hầu như những người ở Seattle này đều đã bị lay off hoặc là những công việc và thuộc về ngành dịch vụ và giải trí. Thì hiện tại mọi người không làm gì hết và ở nhà, và cũng ở tất cả những nước khác ở trên thế giới nữa, thì hầu như là chúng ta đang có rất là nhiều thời gian rảnh. Thì làm sao để mà có thể không có để cho cái thời gian này làm cho chúng ta chùn bước và có thể dẫn đến một cái tình trạng đó là rất là lầm biến và không muốn làm gì cả, cũng như là chán nản. Ở Mỹ thì có cái câu là sometimes we take things for granted. Thì nếu như mà không suy nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ làm cái gì và có một cái mục tiêu rõ ràng, thì hình như là mình đang phung phí thời gian. Và nhất là trong cái thời điểm này á, mình sẽ phung phí rất nhiều thời gian nếu như mà chúng ta chỉ ngồi ở nhà xem TV, đọc báo, lên internet, không suy nghĩ rằng mình sẽ làm một cái gì tốt hơn cho bản thân, hoặc là set những cái goals, là những cái mục tiêu để cho mình tiến tới sau khi mà cái mùa dịch này qua. Thì hôm nay đây là một cái tập rất là tốt mà Hào nghĩ là Hào muốn chia sẻ với các bạn những gì mà Hào đã và đang làm trong 2 tuần vừa rồi và sẽ tiếp tục làm tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để bây giờ mà ngồi suy nghĩ lại cái công việc hàng ngày và mỗi ngày chúng ta làm trước cái mùa dịch này, thì hầu như là chúng ta đều không có thời gian cho bản thân mình, công việc nè, học hành nè, gia đình, bạn bè. Nếu các bạn là người trưởng thành thì các bạn sẽ thấy được một điều là từ sáng đến tối hầu như là mình bị cuốn vào những cái vòng xoay của cuộc sống và chẳng có bao giờ mà có thời gian cho mình để suy nghĩ rằng ô, mình muốn làm cái gì. Có khi là mình cũng sẽ có thời gian nhưng mà cuối cùng lại quên mất tiêu bởi vì nó cứ cuốn đi mỗi ngày. Đây là một thời gian rất là tốt để cho chúng ta có thể ngồi tự suy ngẫm lại và suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo. Họ gọi đây là cái me time các bạn ạ. Nói một cái me time thì me có nghĩa là tôi đúng không? Time là thời gian của tôi. Đôi khi mình quên rằng mình cần thời gian cho mình và mình cần thời gian để suy nghĩ cái bước tiếp theo cho cuộc sống và bắt đầu lên kế hoạch, học hỏi và trau dồi cho mình thêm những cái kỹ năng mới để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn ngày qua ngày. Don't let go hay là don't give up. Vào khoảng thời gian này là có thể khoảng thời gian rất là nhiều thời gian rảnh rỗi, không có làm gì hết. Đôi lúc đó mình sẽ cảm thấy là chán nản bởi vì một ngày của mình không có được productive, là một ngày mình không có năng suất làm việc bởi vì đâu có đi ra đường làm việc đâu. Thì khi mà thời gian nhiều quá, không có gì để làm thì tự nhiên mình lại bị chùn bước. Đây có thể là một khoảng thời gian rất là khó khăn để mà chúng ta có thể tập trung và suy nghĩ những bước tiếp theo. Điều tiếp theo rất là quan trọng, Hoàng nghĩ đó chính là chúng ta nên set cho mình một cái goal, có nghĩa là lập ra một kế hoạch và thời gian khi nào mình hoàn thành xong cái kế hoạch của mình. Ví dụ như bây giờ các bạn đang trong một thời gian diet đi, thì họ kể cái câu chuyện của mình nhé. Thì trước đây 2 tuần thì họ đang trong một thời gian diet để mà get ready, để chuẩn bị đi vacation. Nhưng mà bây giờ xong á, vacation thì cancel, nhưng mà diet thì hầu như là cũng muốn cancel luôn. Như hồi nãy đã nói là ở nhà chẳng có muốn làm gì hết. Thế là suy nghĩ, bây giờ mình không có đi vacation nữa thì mình diet làm gì? Nhưng mà sau một tuần họ ở nhà và chỉ có ăn và ăn thôi, rồi gym cũng đóng cửa luôn. Mình chợt nhận ra là nhìn trong gương rằng là trời, mình đâu có phải là người béo phì như thế này hay là mập như thế này. Mình đang có một cái goal trước đó, đó chính là làm sao cho cut fat nè, rồi gain muscles. Bây giờ chỉ trong một tuần thôi mà gain fat và lose a lot of muscle. Bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc mình bỏ ra, mình cố gắng, bây giờ chỉ trong có một cái trận đại dịch thôi mà không biết là có sao hay không, nhưng mà mình đã let go hết một tuần rồi, thì bao nhiêu công sức và tâm huyết bỏ ra nó đã trôi sông trôi biển rồi. Thế là từ đó Hào đã vực dậy và đặt ra một cái goal nữa là bây giờ sẽ quyết tâm từ đây cho đến ngày mà dịch nó qua thì mình sẽ có một cái body thật là tốt và ăn uống thật là đàng hoàng lại. Rồi nếu bây giờ mà cái plan fitness của các bạn nó bị đổ vỡ bởi vì gym đóng cửa, chúng ta có thể get on YouTube nè, bởi vì
thông tin trên mạng rất là nhiều. Mình có thể tập ở nhà, có thể là tập không được 10 thì mình có thể tập được 6. Thì dù sao mình vẫn có thể keep cái body mình nó hoạt động. Và đừng quên là phải ăn uống điều độ, tuân thủ theo cái plan của mình thật là triệt để. Hồi bây giờ chúng ta dán mắt vào màn hình điện thoại rất là nhiều. Và điện thoại hình như là một công cụ sinh hoạt hàng ngày. Thì thế nên chúng ta hãy dùng điện thoại một cách hữu ích hơn. Như các bạn có thể thấy là hồi nãy là học tiếng Tây Ban Nha trên điện thoại. Cái app này các bạn có thể download về miễn phí. Và đây là cái app mà học miễn phí. Bạn thấy không? Duolingo. Cái này nó sẽ dẫn các bạn đi từ cái bước mở đầu, những cái bước căn bản nhất. Nếu như bạn nào đã biết rồi thì nó sẽ đi vào cái phần ở giữa là bạn đã biết rồi. Còn nếu như Hào là cái người mà mới bắt đầu thì nó sẽ bắt đầu những cái bài học rất là căn bản. Rồi sau đó nó sẽ có những cái quiz và những cái test. Cái điều mà downside của cái app này đó là nó quảng cáo rất là nhiều. Nhưng mà thực sự là quảng cáo chỉ có khoảng 1 phút hay là 2 phút thôi. Thì sau đó nó sẽ cho các bạn trở lại và học tiếp. Thì mỗi ngày á, bạn có thể set cái thời gian mà bạn muốn học 5 phút, 10 phút, 15 phút. Thì Hào chỉ set là 5 phút thôi, nhưng thật sự bữa giờ Hào rất là rảnh nên một ngày Hào học khoảng 30 phút và học rất là nhiều từ vựng và nó rất là vui và phong phú. Có thể đây là một cái điều mà bạn muốn làm trong cái thời gian rảnh rỗi này thì sao? Ngoài ra thời gian này thì bạn có thể đọc một quyển sách hay là bắt đầu những cái thói quen mà bạn từng nghĩ là bạn sẽ làm nhưng không có thời gian làm. Thì thời gian này đây là một thời gian tốt nhất. Bạn có thể trao dồi cho bản thân những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng mới bạn chưa từng nghĩ rằng bạn sẽ làm được. Ví dụ nhé, như là họ làm YouTube nè. Cái thời gian trước á, họ rất là bận rộn với công việc, rất là muốn làm YouTube luôn. Nhưng mà không có thời gian và thời gian ra video chỉ là một video một tuần thôi. Mà bây giờ thời gian rất là rảnh, nên là họ sẽ làm YouTube mỗi ngày. Mặc dù là có những lúc mà không biết là mình phải làm cái gì, nhưng mà mình cố gắng mình tìm hiểu, mình xem những YouTuber khác làm cái gì, rồi đó mình lấy cái ý tưởng của họ, mình lấy lại đó, rồi mình rèn luyện nó thành của mình. Và thế là lên một tập YouTube. Hiểu biết là hiện tại là YouTube của Hào không có gì là ghê gớm, nhưng mà đây là một cái thời gian mà Hào đang đổ dồn vào cố gắng phát huy nó lên. Tại sao các bạn không thể làm được nào? Các bạn có bao giờ nghĩ về thay đổi công việc không? Nó gọi là career change. Thì hiện tại đó, Hào cũng là một cái người mà đang suy nghĩ và được khoảng ở giữa về cái career của mình, có nghĩa là cái công việc của mình. Hào bắt đầu công việc nhà hàng đã được gần 7 năm rồi. Và cái ngành mà Hào học cũng là Hospitality Management. Hào có một cái BA là cái bằng đại học về Hospitality Management. Nhưng mà hiện tại đó, do cái thời gian này nó lại làm Hào suy nghĩ rằng Hào có thật sự muốn ở và sống với nhà hàng cho đến cuối đời, hay là Hào muốn thử thách mình với một công việc khác, một cái ngành hoàn toàn mới mà chưa bao giờ nghĩ ra. Thì các bạn biết là từ bữa đến giờ Hào cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì nếu như mà mình đi học một cái ngành hoàn toàn mới á, nó sẽ bắt đầu là như bạn bắt đầu lại bằng một con số 0. Bạn có đủ dũng cảm để có thể bắt đầu lại con số 0 hay không khi bạn ở độ tuổi 30? Người châu Á của mình á, cái culture của nó là khi mà đã khoảng 30 tuổi này nọ là phải có gia đình, phải có địa vị xã hội, phải có công việc làm ăn ổn định. Nhưng mà đỡ một cái là ở Mỹ thì người ta không có nghĩ như vậy. Bạn làm cái gì cho bạn hạnh phúc thôi. Nhưng mà trong con người Hào thì những cái ý nghĩ đó nó vẫn cứ nôn nóng và nó vẫn cứ thúc đẩy. Cho nên khi mà đổi cái career là đổi một công việc mới thì nó có đáng hay là không? Nhưng mà các bạn biết không, Hào nghĩ rằng cuộc sống là cả một cái sự trải nghiệm. Con người chúng ta ở trên cuộc sống này là một sự trải nghiệm. Và tại sao không nào? Tại sao không thử đổi và tại sao không thử làm những điều mà mình suy nghĩ? Thì chắc chắn là sau cái đại dịch này Hào sẽ đi học một ngành mới. Hiện tại thì ngành nào thì Hào chưa biết. Có thể sau này Hào sẽ không làm nhà hàng nữa và bắt đầu từ đầu. Thì lúc đó Hào sẽ cho các bạn biết nhé. Các bạn thấy không? Đó là một cái cách suy nghĩ khi mà chúng ta đang ở một cái thời điểm như thế này. Một cái thời điểm mà mọi thứ hầu như là tĩnh lặng. Cuộc sống nó không thật là sôi nổi. Có quá nhiều thứ để phải suy nghĩ. Vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng cái thời gian này, làm cái thời gian cho chúng ta có thể rèn luyện, trau dồi, cũng như là khám phá bản thân của mình? Nếu như mà mình không tận dụng thời gian này á, thì sẽ không có một lần nào nữa mà sẽ có những cái chuyện như thế này để mình có thể tìm hiểu cái con người của mình. Ngoài ra thì chúng ta có thể còn học được những cái skill mới, đó là những cái kỹ năng mới. Ví dụ như các bạn có thể học nấu ăn, các bạn có thể làm những cái món mà bạn yêu thích, hoặc là học làm YouTuber. YouTube là một cái công cụ rất là mới, hầu như là Hào nói chốt, Hào nói giỡn với các bạn của mình đó, YouTube bây giờ là một cái Google thứ hai á. Nếu như bạn muốn tìm những cái gì ở trên Google thì hầu như là tìm trên YouTube các bạn sẽ ra được những cái đáp án. Sau khi tất cả những cái điều mà muốn làm thật là vĩ đại và
hoành tráng ra thì cũng đừng quên là mình phải tận hưởng những thời gian rảnh rỗi như thế này cho bản thân mình. Tại sao mình không có thể tạo cho một cái playlist mình yêu thích nè, mua chai rượu ngon thưởng thức cho bản thân mình. Các bạn có thể nghĩ đi, ngồi một đêm nào đó một mình nghe nhạc, thổi nến lên và uống một chai rượu mình thấy yêu thích. Còn gì tuyệt vời bằng. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này đừng quên nhấn like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello House.